ở đời có được ắt có mất. Không phải lúc nào bạn cho đi cũng nhận được ngay sự hồi đáp. Cuộc sống luôn có cách vận hành riêng của nó. Tương lai luôn ở phía trước, chỉ cần ta mạnh chân bước tới. Hãy chấp cho mình đôi cánh tự do, bước qua những đớn đau và hệ lụy để làm một người vui vẻ. Hãy quên đi năm tháng và tuổi tác, đừng để thời gian khiến ta trở nên già cỗi. Cho dù bao nhiêu tuổi, chỉ cần cảm thấy tinh thần còn trẻ là được. Vượt qua sự cám dỗ của danh lợi, vì chúng vốn là vật ngoại thân và có hạn. Thường ai cũng muốn mình có một chút danh tiếng, một chút lợi lộc, rồi tranh nhau giành lấy. Rồi khi không được như ý, lại quay sang oán trách cuộc đời không công bằng với mình. Thật ra, sống một cuộc đời đơn giản và bình thường mới là hạnh phúc lớn nhất. Và bất kỳ ai cũng nên có một người bạn. Tài sản không thể làm bạn với ta cả đời, mà bạn hữu đôi khi trở thành tài sản cả đời của ta. Tốt hơn hết là có một tri kỷ. Lúc cảm thấy lẻ loi, có thể tìm đến nói vài ba câu. Nhưng việc có một người bạn đúng nghĩa thật sự không hề dễ dàng, nên xem trọng chất lượng trong kết giao bạn bè. Xây dựng một nơi nương tựa trong chính mình. Khi gặp chuyện phiền não, hãy lắng lòng yên tĩnh, cho mình một không gian để tâm trí bình lặng lại. Nhìn những cánh hoa dại bên đường, dù bé nhỏ cũng đua nhau khoe sắc, tô điểm cho đời. Thế giới cũng bỗng chốc trở nên tươi đẹp hơn. Nghĩ một cách lạc quan, sống một đời hạnh phúc. Một mình có thể sẽ hơi buồn, đừng quên an ủi bản thân. Ngày mai dù chuyện gì xảy ra cũng phải tiếp tục cố gắng. Một mình có thể sẽ cô đơn, đừng quên dỗ dành bản thân. Trong lòng ấm áp thì chút cô đơn cũng chẳng đáng gì. Một mình có khi thấy lẻ loi, đừng quên nhắc nhở bản thân. Mỗi người đều có con đường cần đi, không ai có thể đồng hành với ta suốt đời. Một mình có khi thấy yếu đuối, đừng quên cổ vũ bản thân. Chỉ cần dũng cảm hơn một chút, ta sẽ học được tính kiên cường. Một mình có khi thấy buồn bực, đừng quên khống chế tâm trạng để không tổn thương đến những người quan trọng quanh mình. Một mình phải biết tự chăm sóc bản thân. Thế giới rộng lớn, người thương mình thật lòng không nhiều và không thể ở mãi bên cạnh. Nên hãy tập sống độc lập, vì mình và vì người lo lắng cho mình. Con đường đang đi là do mình lựa chọn, nên dù khó khổ đến đâu cũng dặn lòng phải đi cho đến cùng. Cuộc đời không có chướng ngại nào là không thể vượt qua. Mỗi công việc đều có niềm vui riêng, như mỗi người đều có những điều cần lo lắng. Chân mỏi có thể nghỉ, lòng đau thì lặng yên. Tổn thương khó chịu thì ngồi xuống an ủi lấy mình. Dù thế nào cũng không cần bày ra bộ mặt thảm thương trước bàn dân thiên hạ. Khi gặp chuyện ấm ức, hãy ngước nhìn lên cao. Trời đất bao la sẽ giúp ta dung chứa mọi muộn phiền. Vì con đường phía trước của mỗi người đều rất dài, rất nhiều đoạn phải một mình bước đi. Bởi người sanh ra bạn sẽ già yếu, người yêu thương bạn rồi cũng sẽ rời xa. Chỉ có bản thân bạn là phải kiên trì đến cùng. Chúng ta đến thế giới này một mình, khi kết thúc cũng một mình rời đi. Người thân và bạn bè là những lữ khách của ta trong đời này. Có người sẽ đi cùng một đoạn, có người thì lâu hơn chút, nhưng rồi cũng sẽ rời xa, và ta lại phải tiếp tục một mình. Một mình tự lựa chọn con đường, tự chống đỡ mưa gió, tự đối diện tất cả các vấn đề. Một người vững vàng thì dù mưa to gió lớn cũng không thể ngăn cản lối đi. Cứ vươn mình bước tới, buồn vui hờn giận tự mình cảm nhận, ngọt bùi cay đắng tự mình kinh qua. Một mình quen rồi sẽ không thấy cô đơn nữa, vì cuộc sống này không có gì đáng sợ, không có gì là không thể.
Hãy tin tưởng bản thân, bạn sẽ thành người mạnh mẽ. Mỗi buổi sớm mai khi mặt trời xuất hiện, nhớ nhắc bản thân sống một ngày vui vẻ và ý nghĩa. Đầu tiên là cho chính mình. Trên đời chỉ có lòng người thiên lệch, chứ không có chuyện gì là không công bằng. Không cần oán, cũng đừng nên hận. Cứ hết mình với hiện tại, mọi thứ lớn nhỏ sẽ từ từ lùi vào dĩ vãng. Cuộc sống dù tàn khốc đến đâu, bạn cũng hãy cứ kiên trì. Vì nỗ lực bao nhiêu sẽ đạt được thành công bấy nhiêu. Khi thời gian qua đi, nhìn lại cuộc hành trình sẽ thấy, trong biển người mênh mông, mỗi một cuộc hội ngộ đều là một nhân duyên tốt đẹp. Đời một người tính dài ngắn làm chi, quan trọng là mình làm được gì trong khoảng thời gian sống. Cuộc sống gặp ghềnh lắm, nhớ để người bên cạnh cảm nhận chút ấm áp. Vì mỗi ngày người còn lại bên ta sẽ một ít đi, khoảng thời gian mình được gặp họ cũng ngày càng ngắn lại. Buổi sáng khi mặt trời xuất hiện, nhớ nhắc mình bắt đầu một ngày bình yên, đặt niềm vui trong lòng và nở nụ cười trên môi. Đời người có khi cần một khoảng lặng để lắng nghe tiếng hoa nở, ngắm nhìn sự xao động của lá cây. Đừng cho rằng mình buông không được đối phương thì người ta cũng sẽ đa tình mà không đành quên bạn. Cá không có nước có thể chết, nhưng nước không có cá lại càng thảnh thơi. Việc cần đến sẽ đến, người muốn đi rồi cũng sẽ đi. Đừng cự tuyệt, cũng đừng níu kéo. Không cần mệt mỏi theo đuổi những người xinh đẹp, mà hãy trân trọng những ai làm cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp hơn. Cứ hết lòng với công việc trong một ngày, trong hiện tại, thì về sau mọi thứ đều sẽ trở thành những hồi ức đáng nhớ. Lấy tâm bình an để tiếp nhận mọi việc phát sinh, dùng lòng khoan dung để đối đãi với những người lầm lỗi, thì lo gì cuộc sống này không thanh nhàn, cuộc đời này không nhẹ nhõm. Cha mẹ còn, gia đình mới là nơi yên ổn để bạn quay về mỗi tối và an tâm ngủ nướng mỗi buổi sớm mai. Bước vào cửa, còn người để gọi tiếng cha, mẹ thân thiết, chúng ta mới thấy ấm áp và có cảm giác đã về nhà. Cha mẹ còn có nghĩa là tình thân vĩnh hằng trên đời hãy còn. Sự nghiệp hay công danh thất bại có thể làm lại, nhưng thời gian ở bên cha mẹ qua rồi thì không thể quay đầu. Nên khi song thân còn khỏe mạnh, hãy hết lòng chăm lo để không phải hối hận trong những ngày tháng sau của cuộc đời. Cha mẹ còn, tức là tuổi già xế bóng cách chúng ta còn xa. Chúng ta vẫn còn thời gian để biến ước mơ thành hiện thực, và con đường dưới chân vẫn còn mở ra thênh thang sáng lạng. Cha mẹ còn, chúng ta còn có người đã hiếu kính, còn nơi để quay quần, còn có thể làm những đứa trẻ nuôi mãi không lớn để cảm nhận sự yêu thương vô bờ của đấng sinh thành. Cha mẹ còn là còn gia đình, còn tình thương, còn chỗ để tựa nương, còn nơi để quay về. Bất luận bên ngoài có bao nhiêu mưa gió, bao nhiêu vất vả hay mỏi mệt, gia đình vẫn là bến đỗ bình yên, bao dung chào đón những đứa con trở về để thấy mình thật hạnh phúc. Hãy tận hưởng và trân trọng niềm hạnh phúc mang tên cha mẹ còn. Khi con cháu không làm phiền bạn nữa là lúc chúng đã trưởng thành, rời xa vòng tay bạn. Lúc cha mẹ không còn làm phiền bạn nữa, rất có thể họ đã không còn trên cõi đời này. Nếu người yêu không làm phiền bạn nữa, chắc hẳn họ đã có người khác để tìm đến. Bạn bè cần nhưng không phiền bạn nữa, phần nhiều đã có sự ngăn cách nào đó không thể vượt qua. Thật ra trên đời con người luôn cần có nhau để giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhờ những lúc qua lại giúp đỡ đó mà hóa giải bao muộn phiền, nảy sinh sự gắn bó, kinh qua những trải nghiệm thú vị,
hiểu biết thêm nhiều tri thức mới. Đấy chính là cuộc sống. Vì thế, hãy trân trọng những người đang làm phiền bạn, và hãy cảm ơn nếu ai đó từng tìm đến bạn. Sống ở đời, gặp lúc có lợi, nhớ đừng dành hết cho mình. Lợi lộc giành giật cả đời cũng không thể tận, biết đủ nên dừng. Dù bạn có lý, cũng đừng truy người đến cùng. Lý lẽ thế gian, dù tranh luận ngàn năm cũng không thể hết. Có đạt được chiến thắng, cũng mất đi sự lương thiện nhẹ nhàng. Cho dù bạn có tài năng vượt trội, cũng đừng bao giờ chế nhạo kẻ khác. So sánh người với người, dễ làm tổn thương nhau. So sánh vật với vật, dễ dẫn đến việc phải bỏ đi một thứ nào đó. Làm người, nếu tỏ ra quá khôn ngoan, xung quanh sẽ nghi ngại. Quá cầu toàn sẽ dễ gặp hiềm khích. Còn như quá kiêu ngạo sẽ bị người xa lánh. Suy nghĩ quá mức sẽ phát sanh phiền muộn. Để ý quá chi ly chỉ tự ám ảnh mình. Truy cầu quá nhiều mới khiến bản thân mỏi mệt. Chỉ khi nào trong lòng thấy hạnh phúc thì ngày tháng mới thông dong, thân tâm tự tại mới thấy cuộc đời là đáng sống. Hãy trân trọng lấy những người bên cạnh, vì qua đời này rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Tranh thủ tận hưởng niềm vui hiện tại, vì vừa chớp mắt có thể đã không còn. Khi đã có cho mình ước mơ thì đừng bao giờ vội vàng bỏ cuộc. Có một nỗi đáng sợ còn to lớn hơn gấp trăm vạn lần, đó là khi bản thân không biết làm gì, không biết mình đang cần gì và muốn gì. Thành công và thất bại luôn song hành. Thành công đâu dễ gì có được, thất bại mấy mươi lần là chuyện hiển nhiên. Dù kết quả có thế nào cũng đừng vội vàng nản lòng. Sinh ra không phải ai trong chúng ta cũng là người tài giỏi. Bất cứ điều gì cũng cần cả một quá trình để có thể sở hữu được mọi thứ như mình mong muốn, đạt được những thứ mà chúng ta muốn có. Thành quả có được không chỉ cần sự nỗ lực, không chỉ cần phấn đấu, mà còn cần cả sự quyết tâm trong một khoảng thời gian rất dài. Phụ nữ thông minh nên biết rằng những thứ không thuộc về mình hoàn toàn thì chớ dại dây vào. Còn những thứ vốn dĩ đã là của mình thì không cần mất quá nhiều sức lực và tâm trí để mong có được nó. Nhất là đàn ông, họ cũng giống như chúng ta, có suy nghĩ, có con tim, có trí tuệ, chứ không phải là đồ vật vô tri vô giác mà phải đợi chúng ta chiếm đoạt. Chiếm đoạt được thì chắc gì đã giữ gìn tốt. Cái gì tự nguyện thuộc về mình mới đáng được trân trọng, vì lúc đó họ đã toàn tâm toàn ý với mình. Nếu giành giật mới có được tình yêu và trái tim từ một người nào khác thì đó không còn được gọi là tình yêu. Sự tự nguyện mới có được lòng tin. Sự thành thật trong tất cả mọi vấn đề mới có thể giúp cả hai giải quyết được mọi mâu thuẫn. Nếu giành giật được từ tay người này thì trước sau gì cũng có người khác giành lại từ tay mình. Trong cuộc chiến này, không phải ai giành giật cao siêu hơn thì sẽ thắng cuộc. Có được người đàn ông như mình mong muốn và tình yêu mà mình hằng mong ước. Cốt lõi, đàn ông dễ dàng thay lòng đổi dạ mới chính là vấn đề. Đàn ông dễ dàng để người con gái khác có được tình yêu của mình thì không bao giờ có thể chung thủy trọn vẹn tình sâu được. Gặp đúng người thì trao đi tình yêu dễ dàng là chuyện tất yếu. Nhưng gặp ai cũng rung động, cũng muốn yêu thương, cũng muốn bên cạnh đối phương thì đó là sự dễ dãi. Tất cả chỉ cách nhau trong gang tấc, và tình yêu đích thực cũng vì lẽ đó mà mất đi một cách không thương tiếc. Đến khi kịp nhận ra thì tình yêu đã không còn tồn tại nữa. Những người không thật tâm với mình thì chớ nên đặt kỳ vọng. Có những thứ dù cố gắng tỏ ra bao dung nhiều đến đâu vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng phản bội là phản bội, lừa dối vẫn luôn là lừa dối. Yêu một người không biết trân trọng bạn thì họ cũng sẽ không biết trân trọng những người phụ nữ khác. Yêu một người không biết cô gái của mình đã bao đêm rơi nước mắt thì chắc chắn nước mắt của những cô gái xung quanh họ cũng chẳng hề thấm tháp gì. Cái mà người ta trân trọng nhất cũng chỉ có bản thân ấy, con người ấy. Đó là bản tính ích kỷ của một con người.
Thương thì rác bỗng thành hoa, ghét dù hoa đẹp chỉ là rác thôi. Thương thì vật hóa ra người, ghét người xem chẳng khác loài vật kia. Thương xa cách mấy cũng kề, ghét bên cạnh vẫn sơn khê ngàn trùng. Bởi thương bởi ghét vô cùng, nên nghìn duyên nghiệp mịt mùng nối nhau. Vui thì hoa héo tươi màu, buồn dù rộn tiếng cười sau vẫn buồn. Vui đời bóng đẹp lạ thường, buồn ngồi trên đỉnh đế vương lạnh lùng. Vui ngồi hát giữa vô thường, buồn nhìn quanh những tấn tuồng thở ra. Vui nghe chửi giống bài ca, buồn bao tán tháng suýt xoa vẫn buồn. Nắng mưa còn có ngọn nguồn, buồn vui nhân thế tâm hồn biết đâu. Vạn duyên theo nước qua cầu, vui buồn thương ghét khổ đau tại mình. Ai không lục dục thất tình, đời yên vui bởi cái nhìn trạm nhiên. Vẫn là sống giữa trần duyên, vẫn lòng sen ngát giữa miền trường ô. Vui buồn muôn kiếp sóng xô, đưa vào hết cõi hư vô mỉm cười. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản, giữa tình cảm với nhau có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói, với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa, còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ, có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng, có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước, có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta xem là truyền thuyết. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Đôi khi cần biết dại khờ, để lòng thanh thản một giờ bình an. Đôi khi cần bỏ tính toán, để bờ môi đó thênh thang nụ cười. Đôi khi chính bỏ làm mười, để thôi câm nín một lời trao nhau. Đôi khi thấu hiểu niềm đau, để thôi phán xét những câu tuyệt tình. Đôi khi biết dở trang kinh, để tìm thấy lại an bình nội tâm. Đôi khi biết sống lặng thầm, để nhìn tỉnh thức thâm trầm nở hoa. Đôi khi cần biết lỗi ta, để lòng độ lượng thứ tha lỗi người. Đôi khi ngước mắt nhìn trời, để hồn khoáng đạt rạng ngời nắng xuân. Đôi khi cần biết dửng dưng,
trước bao cám dỗ trói chân khổ đời. Đôi khi cần biết buông lơi để nghe hơi thở là nơi dịu dàng. Đôi khi nhặt, đôi khi khoan, để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau. Đôi khi nhớ lúc ban đầu, để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ, để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ, để cho nghĩa sống bay chừ lên ngôi. Đôi khi biết lặng cái tôi, để đây với đó xa xôi lại gần. Đôi khi đạm bạc thanh bần, đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh. Đôi khi chuông mỏ tu hành, biết đời hơn thiệt đua tranh mãi đời. Đôi khi ngồi giống Phật ngồi, như như bất động nụ cười thiên thu. Để ngày nào dứt phàm phu, mở toan cánh cửa chân như bước về. Nếu nhìn mọi người đều thấy ưu điểm, đối với mọi việc đều có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật vui vẻ, thế giới này thật tốt đẹp. Nếu dùng tâm phiền não đối diện cuộc đời, xem mọi thứ đều là nghiệp chướng, thế giới sẽ trở nên xấu xa, đáng ghét. Rất nhiều người hy vọng mình xinh đẹp hơn. Thật ra, phương pháp tốt nhất để được xinh đẹp chính là giữ lấy nội tâm thanh tịnh và tinh thần vui vẻ. Nét đẹp này khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng, không sanh lòng chán ghét. Thật ra, những gì nhận được ở đời này đều là kết quả mình tạo ra trước đó. Còn những điều đang làm sẽ nhận lấy kết quả về sau. Cuộc sống cứ như thế mà tiếp nối. Nếu ý thức được, chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và không oán trời trách người khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng. Phước báo đến từ sự cần cù và lối sống hy sinh. Hãy khởi lòng từ bi giúp người nghèo khó, dùng tâm cảm ơn báo đáp những thâm tình và giữ tâm tương kính với mọi người mọi việc. Nếu có lòng tin vào nhân quả, sẽ không gây tạo những việc đáng tiếc trong đời. Vui vẻ kiên trì với những thiện lành hiện tại, sẽ đón một ngày mai tươi sáng nhẹ nhàng. Con người dù lạc quan thế nào cũng có khi phải rơi lệ. Nội tâm dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy chông chênh. Chúng ta đều mong ước khi trời mưa có người che dù, gặp oan ức có người an ủi, lúc nguy cấp có ai đó bảo vệ. Nhưng ai nấy cũng đều hiểu rằng đường dù xa đến đâu, bản thân cũng phải tự đi. Việc dù nhiều rối rắm, mình cũng phải tự làm. Niềm đau dù khó tiếp nhận, cũng phải tự mình bước qua. Thế thái thất thường, không thể không tỉnh táo. Lòng người thay đổi, không thể không thích nghi. Hãy học lấy sự trân trọng, nhưng đôi lúc cũng nên biết cách lãng quên. Đối diện với điều khó đối diện có khi cũng là sự gánh vác. Tiếp nhận những điều khó tiếp nhận sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Dù lòng người thường hay yếu đuối, cũng nên cố gắng tập sống thật mạnh mẽ, vì không ai có thể thay thế ta sống trọn cuộc đời này. Thương lấy bản thân, đối xử tốt với mình và sống những ngày tháng đáng tự hào. Trong mỗi người đều có một bầu trời riêng, có khi mưa gió, có lúc quang đãng, mình ở trong đó và người khác không thể xen vào. Trong mỗi trái tim đều có những phân đoạn tình cảm, có lúc ngọt bùi, cũng có đoạn đắng cay. Đôi khi mình không thấy rõ và người khác cũng không hiểu được. Vì tâm tình không thể nói ra mới gọi là tiếng lòng, vì nước mắt không thể tuôn rơi mới thấy đời nghiệt ngã. Suốt ngày phơi bày nụ cười rạng rỡ trước bàn dân thiên hạ, nên thấy khó lòng chia sẻ tâm sự. Quen nói những lời đắc ý thành công, nên nỗi đau không còn cơ hội bày tỏ.
những lời khuyên người khác đều là chân lý, nhưng việc đến bản thân mình lại nghĩ mãi không thông. Khuyên người khác thì tỉnh táo rõ ràng, khi gặp phải lại đau đầu nhức óc, là chuyện người thường hay mắc phải. Có một số việc nếu không đến với mình sẽ không cảm nhận hết nặng nhẹ. Một vài tình cảnh nếu không phải là mình sẽ không hiểu hết cảm xúc bên trong. Nếu biết rõ mưa gió cuộc đời hay nắng đẹp nhân gian đều chỉ tạm thời, quan trọng là những gì còn lại sau đó, thì bận lòng chi những dịch chuyển đổi thay. Hãy cứ sống tốt con người hiện tại của mình là được. Một đoạn đường nếu đi đã lâu mà không nhìn thấy hy vọng thì nên thay đổi phương hướng. Một sự việc nghĩ đã nhiều vẫn không mở được nút thắt trong lòng thì nên buông xuôi. Một số người qua lại lâu ngày vẫn không cảm nhận được sự chân thành thì hãy rời xa. Một lối sống áp dụng một thời gian dài vẫn không tìm thấy niềm vui thì nên chọn cách thay đổi. Có lẽ chúng ta thường hay phạm chung một lỗi lầm: nhận lòng tốt ai đó đã quen, bỗng một ngày họ có chút sơ suất, mình lập tức quên hết những điều tốt đẹp còn lại. Người ta thường hay nhớ những khiếm khuyết và lỗi lầm của kẻ khác, thích xét nét những khuyết điểm của họ, rồi cho rằng người ta không bằng mình, nên càng nhìn càng thấy thiên hạ yếu kém, càng quan sát càng khó lòng chấp nhận. Thật ra việc nhìn người khác cũng giống như soi gương. Nếu mình chau mày trợn mắt, chắc chắn sẽ nhận lại hình ảnh khó chịu. Từ đó cả ta và người đều cảm thấy không vui. Chút vụng về của người khác trong mắt ta cũng trở nên to tát. Khi không hài lòng nhưng vẫn phải đối diện thì khó chịu như kim đâm vào mắt, gai chích vào da, phải nhổ ra mới thấy thoải mái. Nhớ lỗi lầm của người là lấy sai trái của họ trừng phạt chính mình, khiến bản thân không vui, suốt ngày sống trong khó chịu. Vì vậy hãy ghi nhớ những điểm tốt của người, đối với những khiếm khuyết nên khoan dung một chút. Lâu ngày sẽ thấy ai ai cũng có điều đáng học hỏi. Trong lòng chỉ có những điều tốt, thế giới sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu. Ghi nhớ điểm tốt của người tốt hơn nhiều so với việc ghi nhớ lỗi lầm của họ, rồi ôm trái tim oán giận đau khổ lay lắc trong đời. Sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận được sự yêu thích của mọi người. Bất luận bạn sống tốt thế nào cũng sẽ có người khen kẻ chê. Dù bạn làm thành công ra sao, người ta cũng sẽ bình phẩm tốt xấu. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ. Có ai đó ganh tị, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Nên đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình. Ai cũng cần có những nguyên tắc và sự tự tôn riêng. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Bạn chỉ cần là một bạn chính tốt là đủ. Bởi người đời, ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau, miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói, trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt, tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một thị hiếu. Đúng, sai, phải, trái, tốt, xấu là do lập trường không giống nhau. Hoàn cảnh khác thì cách nhìn đã khác. Cũng là con người nhưng mỗi cá nhân có một cách sống, cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình. Đại bàng không có tiếng cổ vũ cũng giang cánh bay lượn, đám cỏ không cần người chăm sóc cũng biết tự vươn mình lớn lên. Hoa dại trong núi sâu dù không ai thưởng thức vẫn tỏa hương thơm ngát. Làm việc không cần người người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức. Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn rộng lượng. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Sống ở đời, mỗi người một phong cách,
sao không nâng đỡ cùng đi lên, hạ thấp nhau làm chi? Nếu cảm thấy xứng đáng thì trân trọng, hạnh phúc thì giữ gìn, người khiến bạn vui vẻ thì gần gũi, cảm động thì yêu thương. Làm người nếu nói dễ cũng không hẳn dễ, để lay động hàng ngàn trái tim hay quản lý miệng lưỡi của thiên hạ tất nhiên là không hề dễ dàng. Làm người nói khó cũng không hẳn khó, chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành rồi đi con đường của mình là đủ. Một đời người thật ra không dài lắm, dù sao mình cũng đã đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp một chút vậy. Cho dù có bao nhiêu tiếc nuối hay mỏi mệt, may mắn hay bất hạnh, những gì đã qua đều là quá khứ. Qua rồi thì nên buông xuống, lòng mới thanh thản được. Dù huy hoàng đến đâu, xuất sắc thế nào, gặp bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu thất bại, nếu đã cố gắng hết sức rồi thì không có gì phải hối hận. Đời người có rất nhiều việc tự mình phải làm, rất nhiều điều chỉ bản thân mình cảm nhận. Lòng rộng thì đường thoáng, tâm hẹp thì khó thông. Làm người nên biết nghĩ đến nghĩa ân, làm việc đừng quá trọng lý mà quên tình. Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, tuần tự xoay vần. Nhưng đời người thì không hề quay lại, chỉ có thể một lần gieo hạt rồi thu hoạch hoa quả. Sao không cố gắng làm một vụ mùa tốt nhất? Đời người cũng chỉ gói gọn trong ba ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai. Hôm qua như nước chảy mây bay, qua rồi không thể trở lại. Hôm nay dù đang ở đây nhưng cũng từng bước lùi vào quá khứ. Ngày mai sẽ đến nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Cứ thế, vừa chớp mắt đã là một năm, mới quay lưng đã hết một đời. Chỉ có buông bỏ hôm qua, trân trọng hôm nay, thì ngày mai mới không đến trong hối hận, bẻ bạn. Cả đời nếu chỉ dùng tình cảm để sống, dễ lâm vào bi kịch. Nhưng nếu quá lý trí thì dễ trở thành lố bịch. Không có khúc khuỷu gập ghềnh đâu gọi là chinh phục, không có phiền não khổ đau sao gọi là cuộc đời. Đời mỗi người đều có hai con đường: một, dùng tâm trải nghiệm gọi là ước mơ; hai, dùng chân bước đi gọi là hiện thực. Nếu tâm cảm nhận không kịp, hiện thực sẽ nhạt nhòa; chân bước đi quá chậm, mộng ước sẽ bay xa. Trên thế giới này, việc khó chịu nhất không gì hơn là biết người mình thương yêu hướng lòng về kẻ khác mà vẫn đa tình một cách ngốc nghếch. Những cuộc gặp gỡ hay chia ly đều có nhân duyên nhất định, thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Khi ai đó bên cạnh ta, nếu có thể khiến họ thấy an lạc đã là thành công lớn. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản, lớn lên rồi có thể sống giản đơn mới là điều hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc muốn làm và yêu những gì mình muốn. Đời người chính vì quá kỳ vọng nên mới thất vọng, mộng ước xa vời nên mới tiêu tan, chất chứa quá nhiều nên khó lòng bộc bạch. Có một số người quên không được là do không nỡ, một số khác nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Cũng đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Thật ra người bị hiểu lầm không hề mất mát gì, kẻ nhìn nhận sai người khác mới thật sự mất đi cơ hội. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Cũng đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tương lai lâu dài. Nên nhớ những gì có được nhờ vào sự hy sinh của kẻ khác thì không bao giờ bền vững. Đời người rất ngắn ngủi, không có thời gian cho việc tiếc nuối,
đừng quá bận lòng với những người hoặc việc khiến mình phiền muộn, dù chỉ là một phút. Nếu chưa có kết quả cuối cùng, hãy mỉm cười và mạnh chân tiến về phía trước. Nhân thế gặp gần, nhớ tặng người bên cạnh chút ấm áp. Mưa gió cuộc đời, hãy dành cho mình chút lạc quan. Nếu biết cách yêu đời, khéo dung hòa mọi thứ, thì dần dần niềm vui và hạnh phúc sẽ lan tỏa ra xa. Đời người không phải cuộc chạy đua, mà chính là chuyến du lịch. Cuộc đua quan trọng ở đích đến, còn chuyện rong chơi cần quan tâm đến phong cảnh bên đường. Tâm trạng tốt thì cảnh vật theo đó cũng sẽ đẹp hơn. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, hãy vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Có rất nhiều người luôn cho họ cái quyền được phán xét chúng ta. Phán xét một cách thoải mái, phán xét một cách chắc nịch, như thể họ luôn ở trong cuộc đời của chúng ta từng phút từng giây chứ chẳng đùa. Nhiều người mất tâm mất tích như một ngọn gió chẳng kịp thổi ngang qua cuộc đời ta. Nhưng khi họ nói đến ta, họ luôn cho mình cái quyền như thể họ là người tài giỏi, đủ tầm nhìn để biết ta là người như thế nào. Và có lẽ họ cũng cho họ được quyền sống chung với ta, cùng ta nếm trải hết những thương đau, nên hiểu ta được nhiều đến mức như thế chăng? Nhiều người thậm chí chưa từng gặp mặt ta dù chỉ một lần. Họ nghe những người bên cạnh nói những điều không tốt về ta, họ cũng cho rằng đó là đúng. Nhiều người khác còn cao siêu hơn, họ không biết gì về ta, cũng không có bạn chung nào với ta. Cái này đối với ta, họ là người xa lạ hoàn toàn 1000%. Nhưng khi nghe câu chuyện về ta, họ thản nhiên bình luận, buông lời bêu rếu chúng ta mà không một phút nhìn nhận lại những gì họ đang nói, những gì họ đang làm là đúng hay sai, nên hay không nên. Đừng thấy một người hay mỉm cười mà cho rằng họ không biết tổn thương là gì. Sai lầm. Đừng thấy một người im lặng cho qua những gì bạn nói sau lưng họ, nói sai sự thật về họ, mà cho rằng họ ngu ngốc, hèn nhát và yếu đuối. Sai lầm. Đừng thấy một người dễ dàng tha thứ cho bạn trước những tổn thương bạn gây ra cho họ, mà nghĩ rằng họ thiếu sâu sắc, nông cạn trong suy nghĩ, dễ dãi trong mọi vấn đề. Sai lầm. Người lựa chọn im lặng đằng sau tất cả những lời đàm tiếu sai sự thật về mình, không phải họ sợ hãi, lại càng không phải họ chấp nhận mình đã sai. Người ta lựa chọn im lặng vì đã quá hiểu cuộc đời này lắm kẻ sân si, lắm kẻ thích bàn chuyện của người khác. Nếu một người thích đem chuyện của bạn ra để nói xấu bạn, thì bạn nói lại để làm gì? Đối với những kẻ thích dùng lời nói, thì cách tốt nhất là im lặng. Người trải qua nhiều biến cố lại càng muốn tránh xa thị phi. Kẻ thích thị phi thường tự tạo sóng gió cho chính cuộc đời mình. Người ta dễ dàng cho qua mọi chuyện, tha thứ những việc bạn đã làm khiến người ta đau lòng, chỉ đơn giản vì người ta cho rằng cuộc sống ai cũng có thể phạm lỗi và cần được tha thứ. Đừng lấy sự dễ dãi đó mà thử thách lòng kiên nhẫn họ dành cho bạn. Cuộc sống là vậy, người hiểu được bạn thì dù bạn có như thế nào, họ cũng sẽ lựa chọn ở bên cạnh bạn. Người tốt với bạn thật sự thì cho dù ai nói gì với bạn, người ta cũng sẽ chỉ im lặng và cùng bạn vượt qua tất cả. Nói xấu người khác không làm cho bạn tốt đẹp lên, nó chỉ chứng minh rằng tâm hồn bạn là người hẹp hòi như thế nào. Làm tổn thương một người qua những lời nói của mình chính là cách làm người khác hiểu nhanh nhất về nội tâm của bạn. Nếu đã không hài lòng về nhau thì nên im lặng kết thúc mọi thứ. Cuộc sống mỗi người là của mỗi người, không ai liên quan đến ai. Nếu đã không hài lòng về nhau thì đừng làm người khác tổn thương, vì đừng ảo tưởng rằng người ta sẽ đau khổ bởi những gì bạn làm. Họ cũng có cuộc đời riêng để sống, và cũng không có nhiều thời gian tới mức để tâm đến bạn. Thiên hạ lắm kẻ cho mình là đúng, cho mình đủ tài giỏi, đủ thông minh để phán xét người khác. Nhưng rồi họ đâu biết rằng cuộc sống bình yên
chính là cách chúng ta đối xử với những người xung quanh mình như thế nào. Bạn đối xử bình yên với những người xung quanh thì các bạn nhận lại không chỉ có yên bình, hơn ai hết bạn sẽ thấy được mọi thứ đều tốt đẹp hơn rất nhiều lần. Bạn đối xử với mọi thứ xung quanh mình càng gai góc, càng hằn học thì những thứ xung quanh bạn càng dễ dàng quay lưng với bạn bởi những lời nói đó. Cuộc sống luôn tồn tại sự thật, và khi bạn có được một cuộc sống luôn có sự thật thì đừng sợ miệng đời, đừng sợ những lời đàm tiếu. Mọi chuyện không sao, cứ sống vì mình không làm gì sai. Và miệng lưỡi thiên hạ cũng là thứ cần được trải nghiệm để bình yên, để tâm hồn chúng ta được rèn luyện nhiều hơn. Cuộc sống này chỉ cần mỉm cười mà sống tiếp, bỏ ngoài tai những thứ không hay ho và tha thứ cho những người biết ăn năn. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm để tiếp tục sống. Hạnh phúc không phụ thuộc nhà rộng hay hẹp, mà quan trọng tiếng cười bên trong giòn giả đến đâu. Hạnh phúc cũng không phụ thuộc vào việc nghe được bao nhiêu lời ngọt ngào chúc tụng, mà quan trọng vẫn là khi đau lòng yếu đuối, có người đến bên chia sẻ vỗ về. Cái quý nhất không nằm ở khối vật chất bạn đang sở hữu, mà chính là những người đồng hành bên cạnh mình. Chúng ta hoàn toàn không thể ép người khác yêu thương mình, chỉ có thể làm cho bản thân trở thành người xứng đáng được thương yêu. Lúc nhỏ cho rằng chảy máu là việc rất kinh khủng, nên bất luận đau hay không cũng bật khóc trước tiên rồi tính tiếp. Lớn lên rồi mới hiểu, rất nhiều khi nước mắt rơi còn thấy đau hơn nhiều so với chuyện chảy máu. Thật ra trên đời này, ngoài sanh tử ra, tất cả đều là chuyện nhỏ. Bắt đầu từ hôm nay, bất luận gặp phải chuyện phiền phức gì cũng đừng dằn vặt bản thân. Dù tiếp nhận bao nhiêu điều tồi tệ cũng không nên cảm thấy bi thương, vì dù sao cũng còn có ngày mai. Hôm nay chỉ là sự chuyển tiếp. Và hãy nhớ lấy câu nói: càng cố gắng sẽ càng may mắn, bạn sẽ vượt qua tất cả. Bạn sống trong thế giới nào sẽ gặp được những người tương ứng của thế giới đó. Bạn kết giao với hạng người nào, tính cách tự nhiên cũng theo đó mà biến chuyển. Tùy theo độ cao nơi mình đứng mà chúng ta nhìn thấy những quang cảnh khác nhau. Có tấm lòng rộng mở thì bầu trời tự nhiên sẽ thoáng đãng. Rất nhiều khi chưa gặp được người mình kỳ vọng là do bản thân chưa chuẩn bị đủ, chưa hoàn thành được những giá trị tương xứng. Cho nên cứ hoàn thiện mình trước, mọi thứ tự nhiên sẽ đến. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏa tường. Ở đời nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn, họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Hãy luôn tôn trọng người khác và trau dồi lòng khoan dung, cảm kích. Biển nhờ dung nạp trăm sông mới trở nên rộng lớn. Hãy cảm kích bạn bè vì sự nâng đỡ, và cảm kích đối thủ vì nhờ họ mà ta thêm kiên cường. Cuộc sống này có hai việc chúng ta không thể không làm. Một là bước đi, hai là dừng lại. Bạn có đang dùng tâm trạng tích cực để thực hiện nó? Tâm trạng tích cực chính là người bạn đường tốt nhất, giúp ta luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Với người gần gũi hay kẻ xa lạ,
nếu có duyên qua lại đều nên biết cho đi, giữ mối quan hệ tốt đẹp. Vì ngày thường không thắp hương khi cấp bách ôm chân Phật là việc vô ích. Cho nên phải biết tích lũy tình người, cũng giống như tài khoản ngân hàng, càng gửi nhiều, thời gian càng dài thì huê lợi sẽ càng cao. Gặp việc không nên nôn nóng, đừng đưa ra kết luận vội vã, nhất là khi nổi giận. Phải biết đặt mình vào nhiều vị trí khác nhau mà nhìn nhận, làm cho việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Gặp chuyện phức tạp càng nên giải quyết nhẹ nhàng, nhất quyết đừng làm những điều giản đơn trở nên rối rắm. Cần có ý thức biết đủ. Hầu hết những phiền muộn của người đời đều bắt nguồn từ việc so sánh một cách vô ích. Thế gian có người không bằng bạn, tất nhiên cũng có kẻ bạn chẳng thể bì. Khi bạn than phiền không có giày đẹp thì hãy nhớ đến người không có cả chân để đi. Nếu đối thủ khiến bạn tức giận, chứng tỏ bạn vẫn chưa thể vượt qua họ. Quay đầu lại xem người chửi mắng mình là ai vốn là việc không cần thiết. Giống như khi bị chó điên cắn, lẽ nào bạn phải cắn lại nó mới hả giận? Cho nên không cần quá để tâm đối với những lời ác ý của kẻ khác. Đừng xem công việc là gánh nặng, thay vì phàn nàn bực bội, chi bằng đối diện một cách vui vẻ tích cực. Xem công việc là cuộc sống, là nghệ thuật, bạn sẽ tận hưởng được niềm vui mà nó mang lại. Được sống thêm một ngày cũng là phúc, nên biết quý trọng. Đời người vỏn vẹn chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi, không nên làm những việc khiến bản thân phải ôm sâu hối tiếc. Mặt trời mọc từ biển đông, lặn xuống núi phía tây. Buồn bã cũng qua đi, vui vẻ cũng một ngày. Không bận lòng những thị phi vô bổ thì cuộc sống sẽ thanh thản, tinh thần sẽ nhẹ nhàng. Cảm ơn những tháng mùa đông, biết ngày xuân đến ấm nồng ban mai. Cảm ơn thất bại đắng cay, để cười mãn nguyện hôm nay công thành. Cảm ơn từ chối đoạn đành, để ta dấn bước thực hành trải qua. Cảm ơn lời lẽ xót xa, từ nay biết sẽ thốt ra những gì. Cảm ơn tiếng bất tiếng chì, hiểu lòng nhân thế chẳng vì bận tâm. Cảm ơn ngày đó lạc lầm, mà nay tránh khỏi hố hầm đọa xa. Cảm ơn hạnh phúc nở hoa, ngẫm thời gian khó bao là chắc chiêu. Cảm ơn đau khổ cô liêu, khiến ta lắng lại học nhiều điều hay. Cảm ơn cuộc sống cuồng quay, để trân quý một phút giây yên bình. Cảm ơn ai đã vô tình, ngộ ra cảm giác khi mình vong ân. Cảm ơn kẻ oán người thân, cho ta thành tựu chữ nhân chữ hòa. Cảm ơn đạo lý Phật Đà, giữa đời thuận nghịch vẫn là thông dong. Cảm ơn trời đất mênh mông, ôi sao nói trọn tiếng lòng cảm ơn. Trong cuộc sống có rất nhiều việc không phải cứ theo ý mình mới là tốt. Mặt trời không vì bạn không vui mà sớm mai không mọc. Ánh trăng cũng không vì bạn trách hờn mà cuối đêm không lặng. Bịt mắt mình lại không có nghĩa thế giới sẽ biến thành màn đêm tăm tối. Làm mờ mắt người cũng chưa chắc ánh sáng sẽ thuộc về riêng mình. Trên đời chỉ có búa rìu chưa đủ sắc bén, chứ không có loại cỏ cây nào là không thể đốn đi. Công việc chỉ có con người chưa nghĩ đến phương pháp, hoàn toàn không có gì là không thể làm thành. Nếu muốn, người ta sẽ nghĩ cách, còn không, họ sẽ tìm lý do. Cuộc sống như ly nước, dù nóng hay lạnh, nhiệt độ thích hợp là có thể uống được. Hương vị dù ngọt bùi hay cay đắng, chỉ cần hợp khẩu vị là ngon. Giai điệu dù nhanh hay chậm, hợp với thính giác là hay. Bốn mùa tuần hoàn, bất luận xuân, hạ, thu, đông, nếu hợp với tâm trạng thì đều là tốt đẹp. Tất cả chỉ cần thích hợp với bản thân chính là hạnh phúc.
Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để thể hiện. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính. Tình cảm là để kết nối, không phải để thử nghiệm. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi. Bạn bè là để sẻ chia, không phải để so bì. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường. Công danh là để cống hiến, không phải để khoe khoang. Vật chất là để sử dụng, không phải để phô trương. Tin tưởng là để chắc chắn, không phải để áp lực. Hãy thực tập cho đi nhiều hơn. Người và người qua lại với nhau đều dùng tâm cảm nhận. Bạn tốt với ai, họ nhất định sẽ biết và có cách đền đáp. Đòi hỏi ít lại, bớt đòi hỏi người khác, yêu cầu bản thân nhiều hơn. Không nhiều tham vọng thì sẽ bớt đi những suy tư toàn tính. Hóa giải hận thù. Đời người như một làn khói tỏa, sanh ra hai tay trắng, chết đi cũng không mang theo được gì. Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho chính mình vậy. Tập sống đơn giản. Cuộc sống vốn không hề phức tạp. Hãy thực tập sống đơn giản nhất có thể. Dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người thân cùng bạn hữu. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa sự sống. Bất luận đối với bạn bè hay người thân, không cần lời lẽ khéo léo, chân chất thật lòng là được. Không cần thề non hẹn biển, nói được làm được là được. Không cần phân tích thiệt hơn, đôi bên hiểu nhau là được. Không cần nghi ngờ phỏng đoán, cảm thông tin tưởng là được. Không cần nhiệt tình nóng vội, từ tốn bao dung là được. Không cần nửa bước không rời, trong lòng có nhau là được. Không cần mãnh liệt nổi sôi, gắn bó đến cùng là được. Không cần giàu sang phú quý, bình an khỏe mạnh là được. Chọn nghề nghiệp đúng thì thành công một đời. Chọn bạn bè tốt thì khôn ngoan một đời. Chọn hoàn cảnh phù hợp thì vui vẻ một đời. Chọn tri kỷ thiện lành thì hạnh phúc một đời. Chọn cách sống lạc quan thì thanh thản một đời. Con người kiên cường lâu ngày sẽ có khi mỏi mệt. Tình cảm để tâm quá nhiều sẽ khiến lòng đớn đau. Công việc tích cực quá đà cũng có khi mang vạ. Lời nói phát ngôn quá lố sẽ trở thành khoác lác. Đã là cuộc sống thì không thể thiếu cây đắng ngọt bùi. Đã là cuộc đời thì sao tránh khỏi tình người ấm lạnh. Ai chẳng mong một đời thuận buồm xuôi gió, không gặp đau thương. Ai chẳng muốn quý trọng tình nghĩa, không bỏ không rời. Có một số việc nhìn rõ rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Có một số người hiểu thấu rồi thì không bận lòng nữa. Làm người nhiều lúc không nên quá rạch ròi. Có khi hết lòng hết dạ vẫn bị trách hờn. Cứ thoải mái vô tư thì không gì vướng bận. Chỉ cần trân trọng người trước mặt, làm tốt việc của mình, chân thành lương thiện, không thẹn với lòng, tất cả sẽ có sự hồi đáp xứng đáng. Sự thật có 6 chữ, giả dối cũng 6 luôn. Mặt trái và mặt phải, trắng đen ôi khó lường. Tình yêu có 7 chữ, phản bội cũng thế thôi. Chúng là hình với bóng, rất dễ dàng đổi ngôi. Chữ yêu là 3 chữ, chữ hận cũng là 3. Người say men hạnh phúc, kẻ thành lý mạc sầu. Bạn bè có 5 chữ, kẻ thù đến cũng 5. Hôm nào lời ngọt mật, hôm nay chìa dao găm. Từ vui có 3 chữ, tiếng sầu cũng đồng như. Quá vui thường mất trí, mất trí đời đổ hư.
Chữ khóc có bốn chữ, cười cũng vậy giống in. Ai giòn cười tươi khóc, ấy cảm thọ nhận chìm. Cuộc sống là hai mặt, giới tuyến một đường tơ. Chấp nhận mà không vướng, nhẹ bước qua hai bờ. Ở đời, không phải vì có hy vọng mới kiên trì, mà nhờ kiên trì mới có hy vọng. Không phải vì có cơ hội mới nắm lấy, mà nhờ không buông tay, cơ hội mới xuất hiện. Không phải vì hiểu biết mới làm việc, mà nhờ làm việc mới sanh ra hiểu biết. Không phải vì trưởng thành mới lo gánh vác, mà nhờ sống có trách nhiệm mới thực sự trưởng thành. Cũng không phải vì giàu có mới chia sẻ, mà nhờ biết cách chia sẻ mới trở nên giàu có. Không phải vì đột phá mới có thử thách, mà nhờ những thử thách mới tạo ra sự đột phá. Không phải làm lãnh đạo rồi mới chịu hy sinh, mà nhờ hy sinh mới tạo nên quyền thủ lĩnh. Không phải vì có lợi lộc mới chịu cảm ơn, mà nhờ biết nghĩa ơn mới được hưởng lợi lộc. Không phải vì có tiền mới học hỏi, mà nhờ chịu khó học hỏi mới làm ra tiền của. Có câu: nước quá trong thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn. Tranh chấp với người nhà, giành được rồi thì tình thân cũng mất đi. Tính toán với người yêu, rõ ràng rồi thì tình cảm cũng phai nhạt. Hơn thua với bạn bè, chiến thắng rồi thì tình nghĩa cũng không còn. Khi tranh luận, người ta chỉ hướng đến lý lẽ, mà quên rằng cái mất đi là tình cảm, còn lại sự tổn thương là chính mình. Cái gì đã đen thì vẫn đen, trắng là trắng, tốt nhất hãy để thời gian chứng minh. Rũ bỏ sự cố chấp của bản thân, dùng lòng khoan dung để nhìn người xét việc. Thêm một chút nhiệt tình, một chút điềm tĩnh và ấm áp, thì cuộc sống sẽ luôn có ánh mặt trời, và suốt đời mình sẽ là người thắng cuộc. Ở đời, sống là quá trình tự phản tỉnh. Đừng tham vọng mọi người đều hiểu mình, cũng đừng mong cầu mọi việc đều theo ý bạn. Cuộc sống không có khuôn mẫu cố định, chỉ cần một trái tim trong sáng và nhiệt huyết. Gặp phiền não thì tự tìm niềm vui riêng, đừng quên đi hạnh phúc. Dù bận rộn đến đâu cũng nhớ giữ lại chút thanh xuân, đừng để mất sức khỏe. Mệt mỏi rồi thì tạm dừng lại nghỉ ngơi, đừng đánh mất niềm vui cuộc sống. Chỉ cần trong lòng luôn nhớ đích đến và biết hiện giờ mình đang làm gì ở đâu, thì yên tâm sẽ không bị lạc đường đâu. Làm người, tiền bạc ít một chút cũng được, nhưng đừng để ý chí nghèo hèn, đừng vì thiếu tiền mà tầm nhìn hạn hẹp. Dù không thể đạt đến vinh quang, thì cũng nên làm một người hữu dụng. Làm người, ngoại hình có thể không bắt mắt, nhưng đừng để nội tâm xấu xí. Nhân từ lương thiện không phụ thuộc bề ngoài, mà xuất phát từ bên trong tâm hồn. Làm người, hình thể thấp bé một chút cũng được, nhưng đừng để tấm lòng nhỏ nhen. Thế gian chẳng ai thích những kẻ tâm địa hẹp hòi. Dù vai nhỏ lưng gầy, nhưng tấm lòng nhân hậu vẫn an ủi sưởi ấm được vô số người. Làm người, thể trạng gầy yếu một chút cũng được, nhưng đừng để tinh thần nhu nhược. Những người nhu nhược thường hay bi quan và tự ti, cho nên nhất định phải luyện lấy tinh thần dũng cảm, có chủ kiến và tự tin. Làm người, tai mắt chậm chạp một chút cũng được, nhưng không được để tâm trí mê muội. Luôn nhắc mình giữ lấy tâm sáng trí thông để nhìn xa trông rộng. Làm người, nhẫn tâm một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàn để giả tâm biến mình thành ác quỷ. Nếu không, bạn không vào địa ngục thì ai vào? Làm người, thông minh một chút cũng được, nhưng nhất định đừng tự cho mình là kiệt xuất, còn người đời đều là kẻ ngốc. Nếu không, thế giới này chỉ có một kẻ ngu ngơ là bạn. Làm người, lười biếng một chút thì được,
nhưng đừng bao giờ là một kẻ suốt ngày biếng nhác. Việc cần làm thì nên cố gắng làm cho trọn vẹn, nên có tâm cống hiến một chút, nếu không muốn làm ký sinh trùng đeo bám xã hội. Làm người tiết kiệm một chút thì được, nhưng đừng quá toan tính vì tiền bạc. Nếu không, bạn sẽ có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền, sớm muộn gì cũng thành nô lệ cho nó. Làm người khoan dung một chút thì tốt, nhưng đừng để người khác xem thường, lợi dụng sự khoan dung của mình mà tiếp tục phạm lỗi. Dù thế nào cũng nên giữ lấy quy tắc và sự tự tôn riêng. Làm người khổ cực một chút cũng được, nhưng đừng để nỗi khổ kéo dài không phương giải thoát. Phải học cách vươn lên. Ngón tay dù bị bẩn cũng không thể cắt bỏ đi. Nón đội không vừa, không cần chỉnh lại kích thước của đầu. Cánh cửa này khép lại, tự nhiên sẽ có khung trời khác mở ra. Vấn đề là bạn có nhìn thấy hay không mà thôi. Khi cảm thấy khổ đau, đầu tiên cần phải phá bỏ là sự cố chấp. Vấn đề là bạn có chịu buông bỏ hay không mà thôi. Nhân sinh một đời, người ta làm mọi thứ chỉ để có nhà cao cửa rộng. Thực tế chỉ cần một mái lều tranh cùng băng ghế đá, nhẹ nhàng ngồi xuống đã có thể tận hưởng niềm vui của sự thanh nhàn. Hai loại người cần kết giao: thầy lành và bạn tốt. Hai bác sĩ cần kết hợp: vận động và dinh dưỡng. Hai bản lĩnh cần luyện tập: làm người khiến người cảm mến và làm việc khiến người tin tưởng. Hai công việc cần rèn luyện: chịu thiệt thòi và chịu cực khổ. Hai thói quen cần tu dưỡng: đọc sách hay và nghe giảng dạy. Hai vấn đề cần nhất quán: hứng thú và sự nghiệp, tình cảm và hôn nhân. Hai bí quyết cần ghi nhớ: mạnh khỏe nhờ dậy sớm, thành công nhờ thức khuya. Hai thái cực cần phát huy: tiềm năng và tuổi thọ.